Phong cách huấn luyện viên có tính chất quân đội trong dân dắt bóng đá Việt Nam. Nhờ phong cách này mà Nhật Bản vô địch Asian Cup và bây giờ đội tuyển quốc gia Việt Nam đang có một Asian Cup phía trước. Nhớ lại thời điểm huấn luyện viên triệu tập U23 Việt Nam tập luyện để đi dự Doha Cup Qatar, rồi sau đó là SEA Games 32. Trong các buổi tập, ông luôn có sự khắt khe khi sẵn sàng dừng chuyện tập của cả đội để chỉ đạo từng kỹ năng nhỏ về việc bóng sẽ di chuyển như thế nào, kiểm soát ra sao để tránh bị mất bóng, chiến thuật chạy như thế nào để đón được các đường bóng truyền của đồng đội. Điều này không giống với Tèo Bang So ở nhiệm kỳ trước khi ông Park giao cho trợ lý thực hiện chỉ dạy những động tác như thế. Khi học trò chưa hiểu hoặc hiểu chưa sâu, huấn luyện viên Chu sẽ tận tình nói một cách kỹ lưỡng, kể cả ngoài giờ tập. Ông muốn truyền tải càng nhiều kinh nghiệm của mình tới học trò càng tốt, qua đó thể hiện được uy quyền, tiếng nói của người huấn luyện viên đối với học trò. Người học cần phải tuân thủ chặt chẽ những chỉ đạo, hướng dẫn từ ban huấn luyện. Có như vậy mới có thể bảo đảm được kế hoạch tập luyện, phương án thi đấu, chiến thuật lối chơi. Nói lại chuyện năm đó 2000, Nhật Bản đã được huấn luyện viên dẫn dắt tới vô địch Asian Cup. Thành quả đó của Nhật Bản cũng được xây dựng trên tinh thần tiếng nói có trọng lượng, mang giám dốc quân đội như vậy. Lần vô địch Asian Cup đó của Nhật Bản đã bắt đầu đưa họ tới những kỷ nguyên mới của bóng đá, nên bóng đá của Nhật Bản từ đó hưng thịnh vượt trội. Cho đến ngày nay, bóng đá của Nhật Bản vẫn có sự kỷ luật, phối hợp chặt chẽ như vậy. Họ chơi đồng đội và gắn kết, có quy củ và trật tự nghiêm ngặt. Với đội tuyển quốc gia Việt Nam, chúng ta đang đứng trước một kỳ Asian Cup sắp tới đây. Một làn gió mới từ viên Tuse hứa hẹn sẽ có những biên động lớn trong lối chơi của cấp đội tuyển bằng những kinh nghiệm của ông juse đã từng dẫn dắt các đội bóng lớn chúng ta hoàn toàn có thể mơ tới những giấc mộng cao xa hơn